Được rồi, mình phải làm thôi. Mình thật sự không chịu được nữa. Ủa, có phải dịch không ta? Sao tự nhiên đứng đó trầm tư quá vậy? 1, 2, 3. Hay. Ôi trời ơi, cái gì đâu mà mát ơi là mát luôn á. Ôi trời ơi, có chuyện gì với bạn dịch rồi? À, đã quá. Ủa, chuyện Ngọc Lan đi đâu mà qua đây á? Ủa, thì ra là dịch đang bơi hả? Trời ơi, làm cho Ngọc Lan hết hồn luôn á. Tưởng đâu là dịch có chuyện gì không à. Làm gì có đâu nè. Mấy nay trời nóng quá nên mình không còn cách nào khác, phải nhảy xuống hồ ngâm mình một chút mới đã. Đúng rồi đó dịch, dạo này trời nóng ghê luôn. Ngọc Lan cũng chịu đâu có nổi đâu. Nè, mặt nổi mấy cục mụn luôn rồi đó. Đúng là cái nóng của mùa hè luôn á. Hay chị Ngọc Lan xuống hồ bơi với dịch được không? Không có được đâu. Cái tầm này á là chắc phải uống hết 3 lít nước nó mới đỡ đó. Quên nữa, chị Ngọc Lan coi nè, mấy nay trời nóng quá nên em bị nổi mấy cục mụn nhọt, rồi lỡ ngứa quá trời, thấy ghê luôn á. Ngọc Lan cũng vậy nè. Nhưng mà Ngọc Lan có mua thuốc xúc mụn nha. Bạn sức không? Ngọc Lan chạy về lấy ra cho bạn sức. Thôi mình không sức đâu. Mình sợ thuốc sẽ làm hư làn da mịn màng còn lại của mình á. Trời ơi, bữa nay bày đặt sợ hư da nữa chứ. Thuốc trị mụn thì phải tốt cho da chứ làm sao mà hại da được. À, mình có ý kiến này. Sao tụi mình không qua nhà doctor khỏe đi? Mấy cái vụ mà mụn mụn này, doctor khỏe hay có các cách an toàn mà hiệu quả lắm á. Lan cũng không nghĩ ra luôn á. Hay là bây giờ chúng mình cùng đi qua nhà doctor khỏe nha. Doctor khỏe ơi, doctor khỏe có ở nhà không? Trời ơi, hôm nay doctor khỏe đi đâu rồi ta? Ôi ôi, doctor khỏe đây. Hello Ngọc Lan và bạn dịch nha. Lâu quá không gặp nè. Trời ơi, tự nhiên cái xuất hiện bất thình lình làm cho người ta hết hồn hết vía à. Ủa, doctor khỏe làm Ngọc Lan hết hồn hả? Xin lỗi Ngọc Lan nha. Tại đang đắp mặt mà Ngọc Lan tới doctor khỏe không kịp chỉnh chu tí. Ủa mà doctor khỏe đang đắp cái gì ở trên mặt mà nhìn lạ quá vậy? À, doctor khỏe đang đắp lá giang đó Ngọc Lan. Mấy nay trời nóng nên doctor khỏe bị nổi vài cục mụn nhọt, với lại lỡ ngứa nữa. Lá giang hả? Lần đầu tiên Ngọc Lan nghe luôn á nha. Ủa, ủa, vậy thì doctor khỏe có thể giải thích rõ hơn cho Ngọc Lan biết không? Được chứ, được chứ. Lá giang ơi, ra đây nào con. Có mình đây. Xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào bạn lá giang. Lần đầu tiên Ngọc Lan nghe công dụng này của bạn lá giang đó nha. Bây giờ thì bạn lá giang với doctor khỏe có thể nói rõ hơn về cái công dụng này của lá giang cho Ngọc Lan cũng như là quý vị khán giả được biết không? Tất nhiên là được chứ. Mình là một loại thực vật thuộc họ dây leo, mọc hoang ở ven rừng vùng núi, trong các quần hệ thứ sinh. Công dụng thanh nhiệt, sát khuẩn, tiêu viêm, giải độc. À, công dụng là như vậy. Nhưng mà Ngọc Lan nói thiệt nha, không biết cách làm như thế nào hết. Cho nên bây giờ doctor khỏe có thể chia sẻ cái cách làm không? Bước đầu tiên, chúng ta sẽ lấy một lượng lá giang vừa đủ. Sau đó chúng ta rửa sạch, giã nát, rồi đắp lên vùng có mụn hoặc lỡ ngứa. Ngoài ra, lá giang còn có rất nhiều công dụng khác tốt cho sức khỏe lắm đó nha. Wow, tuy là lần đầu nghe nhưng mà phải công nhận công dụng của lá giang hay thiệt đó nha. Mà dịch có câu hỏi, chúng ta dùng lá giang thì có cần phải lưu ý những gì không doctor khỏe? Lá giang thì có rất nhiều bài thuốc hay, không chỉ để dùng ngoài da để trị mụn nhọt lỡ ngứa đâu. Nhưng nếu chúng ta sử dụng thì hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ trước cho an toàn nha. Vậy bây giờ chúng ta cùng đi thu hoạch một ít lá giang đi ha. Mình cũng khó chịu với mấy cục mụn lắm đây. Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt quý vị khán giả và xin hẹn gặp lại lần sau. Tạm biệt quý vị khán giả.